Các bạn đang nghe truyện Thức Tỉnh Hình Xăm trên kênh TV Audiocv chương 13, Thời đại của hình xăm nhân, 2. Trống, trong màn đêm, khắp nơi trong thành phố Long Giang đều vang lên tiếng trống của các loại dị thú và tiếng người kêu thảm thiết. Ùng ùng. Một nhóm nhỏ máy bay chiến đấu bay ngang qua màn đêm, sau khi tiến vào vùng trời thành phố, họ liền bật radar và ảnh nhiệt để khóa mục tiêu nhằm dễ dàng tiêu diệt dị thú đang hoành hành, yểm hộ cho bộ binh. Hiện tại quân đội chỉ có thể tiến hành cứu bao nhiêu hay bấy nhiêu, không thể nào cứu được tất cả người dân bên dưới. Còn may mà động vật chỉ mới vừa trải qua quá trình dị biến đầu tiên, vẫn bị đạn dược thông thường công kích. Nhưng quân đội không phải là không có áp lực, trong bóng tối, những con muỗi to bằng con gà rất hung dữ, nếu chẳng may bị chúng cắn lấy hút máu thì chỉ vài giây sau là đã ngất đi, không còn sức chiến đấu gì nữa. Các loại côn trùng khác cũng đều là bồ đòi mạng giết người. Cả thành phố, nơi nào cũng tràn ngập nguy hiểm. Vùng ngoại ô phía Tây, nơi tránh nạn. Bên ngoài tường rào cao chót vót có rất nhiều dị thú và dị trùng đang lẳng lặng chờ đợi. Thật nhiều chuột nhảy, với số lượng này thì chí ít cũng tới mấy ngàn con, chúng nó đang đào động sao? Không đúng, chuột nhảy bình thường nhất chân là có thể giết chết, sao lại dị biến thành to như con hổ vậy? Đám súc sinh này đang muốn đào lỗ vào. Đúng là cười chết ta. 108 vị huynh đệ ở đây đều mặc áo giáp, nhìn dị thú tàn sát bừa bãi bên ngoài, không khỏi náo động, rất muốn ra ngoài dùng chúng để thử sự lợi hại của áo giáp. Vút vút vút. Đột nhiên, vào lúc này, một đàn quạ lớn có kích thước bằng một chiếc máy bay chiến đấu lao tới, lao thẳng vào lưới điện bao phủ toàn bộ nơi trú ẩn. Đùng, ngay lập tức, ánh điện bắn tung tóe khắp nơi, rất rõ ràng đám quạ dị biến ấy không thể chịu nổi nguồn điện 100.000 V, ngay khi vừa chạm vào thì chúng liền cháy tan xác, tức khắc rơi xuống khỏi hàng rào lưới điện. Không bao lâu sau, Cố Trường Khanh mang theo Trương Hổ nhanh chóng lên trên đài quan sát. Lão đại! Mọi người thấy vậy liền tiến lên chào hỏi. Thế nào, có thỏa mãn với bộ áo giáp này không? Cố Trường Khanh khẽ gật đầu với bọn họ, sau đó châm một điếu thuốc. Chỉ có thể nói là quá mức trâu bò, lão đại, ngài đúng là nhà tiên tri. Mọi người thán phục từ tận đáy lòng, ánh mắt nhìn hắn cực kỳ sùng bái. Cố Trường Khanh nhẹ giọng nói, hút một điếu thuốc trước lấy tinh thần đi, sau đó cùng ta ra ngoài, quét sạch toàn bộ dị thú dưới hàng rào. Trong cơ thể của bọn chúng đều ẩn chứa tinh hạch, những tinh hạch này có thể giúp chúng ta tu luyện, nâng cao cấp bậc hình xăm. Hình xăm của chúng ta còn có thể thăng cấp. Mọi người nghe vậy thì tức khắc hai mắt tỏa sáng, đúng là không còn chuyện gì phấn khởi bằng tin tức này. Cố Trường Khanh khẽ gật đầu, ánh mắt trầm lắng lóe lên ánh sáng điên cuồng, nhớ kỹ, đây chính là thời đại của chúng ta. Nói xong, trong lòng hắn thầm nghĩ, Tu La Long giáp thêm vào thân thể, khí tức kinh khủng chấn động trong lòng mọi người, dường như hình xăm trên cơ thể bọn họ bị áp chế rất lớn. Lão đại, áo giáp của ngươi rất mạnh. Trương Hổ hết sức hâm mộ, y nói, ta chỉ có 2 hình xăm thôi mà khi thức tỉnh suýt chút nữa đã mất mạng. Lúc đó ta thực sự nghĩ rằng mình sẽ chết, nếu ta có thêm một hình xăm khác, ta chắc chắn sẽ mất mạng ngay tại chỗ. Thảo nào lão đại lại ngăn cản ta, có điều ngươi lại khắc nhiều như vậy, làm thế nào chịu đựng được. Y chỉ ước ao chứ không ghen tị đỏ mắt. Vừa thức tỉnh 2 hình xăm thôi mà suýt chút nữa đã lấy đi tính mạng của y, y không dám tưởng tượng, Cố Trường Khanh làm thế nào mà chịu đựng được. Phải biết ban nãy cả đầu óc lẫn thân thể của y đều như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt nổ tung, cả người đau đớn khủng khiếp. Vốn ban đầu y còn muốn thắt thêm mấy cái, thế nhưng Cố Trường Khanh đã ngăn lại. Thật ra ta cũng suýt chết, có lẽ là Diêm Vương không chịu thu nhận. Cố Trường Khanh không muốn giải thích cho bất kỳ kẻ nào về ấn ký kỳ quái trong lòng bàn tay mình, đó là bí mật riêng của y, đột nhiên vào lúc này, một tiếng huýt sáo xuyên qua liệt thạch truyền đến. Hử, mọi người nhìn lên, chỉ thấy một con kền kền có sợi râu to như cái cây, lao vút qua bầu trời dưới sự phản chiếu của mặt trăng máu, với đôi mắt đỏ tươi và khí thế hung ác ngập trời, bay lơ lửng bên ngoài lưới điện. Nơi này là sa mạc, có rất nhiều loài động vật sinh sống. Thằn lằn núi, thằn lằn mắt ếch, chuột nhảy, thỏ rừng, linh dương, gà gô, ngựa hoang. Trong số đó, số lượng nhiều nhất chính là chuột nhảy. Trong bóng đêm, trên bầu trời nơi trú ẩn, những con kền kền có sợi râu khổng lồ đang bay lượn, ánh mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm vào Cố Trường Khanh và những người khác trên đài quan sát. Con kền kền này lớn như vậy, nó định làm gì? Trương Hổ hơi nheo mắt lại, nhìn những con kền kền đang bay lượn trên bầu trời đêm. Sờ hờ hờ, y vừa dứt lời, con kền kền bỗng há miệng, từ trong miệng phun ra một tia năng lượng, bắn thẳng về phía hàng rào lưới điện bên dưới. Ầm, chùm sáng rơi xuống lưới điện, không có cảnh tượng bị thủng một lỗ như trong tưởng tượng, mà nó chỉ lắc lư một hồi, lóe lên vô số tia điện, ngoài ra thì không có gì suy xuyển. Ha ha! Đây chính là lưới điện hợp kim mạnh nhất thế giới, hơn nữa còn được chúng ta trang bị thêm thiết bị dỡ tải lực. Lúc này, Ngô Duệ bước tới cười lớn. Tiên sư nó, làm ta giật cả mình. Trương Hổ thở phào nhẹ nhõm, ban nãy thấy động tác kia của kền kền, thú thật trong thoáng chốc, tim y đã hẫng đi một nhịp, y còn tưởng rằng lưới điện sẽ bị thủng một lỗ lớn. Đám dị thú này còn có thể phun ra năng lượng công kích. Đại đội trưởng Lâm Phong ngạc nhiên hỏi. Đám dị thú này còn có thể phun ra năng lượng công kích. Đại đội trưởng Lâm Phong ngạc nhiên hỏi. Trước mắt thì bó chỉ có thể phun ra năng lượng, nhưng sau một khoảng thời gian thì chúng nó lại tiến hóa, tới lúc đó còn có thể thi triển một ít thần thông cường đại. Đến kho vũ khí lấy vũ khí đi. Tiếp theo sẽ là thời gian đi săn của chúng ta. Cố Trường Thanh ném tàn thuốc trong tay xuống đất, nhìn con kền kền lượn lờ bên ngoài, con súc sinh này giao cho ta. Vâng. Mọi người nghe xong đều gật đầu, hùng hổ lao đi. Lão đại, ngươi biết bay không? Hay là giao nó cho ta đi? Trương Hổ nói xong liền thôi động hai hình xăm trên người là Hắc Hổ và Ma Vương, tức khắc, đôi cánh hộ giáp phía sau lưng liền xuất hiện ngay trước mắt Cố Trường Thanh. Bay! Ngươi cho rằng tinh thần lực không làm được à? Cố Trường Thanh dứt lời liền đội mũ giáp Hắc Long lên, sau đó dùng sức bay thẳng đến cánh cửa lớn của chỗ tránh nạn. Mỗi một hình xăm được đánh thức thì sẽ mang cho vật chủ một tinh thần lực khổng lồ. Cố Trường Thanh có tới 11 hình xăm mang lại tinh thần lực, mênh mông khủng bố. Như vậy cũng được. Không hổ là lão đại, thế để ta đi lấy một thanh đao hợp kim trước. Trương Hổ nhanh chóng di chuyển đến kho vũ khí, tuy hình xăm có thể biến thành áo giáp, nhưng y vẫn quen với việc dùng vũ khí lạnh để chiến đấu hơn. Áo giáp chỉ là lớp phòng ngự bảo hộ mà thôi. Rất nhanh, Cố Trường Thanh đã đi tới trước cửa sắt, trực tiếp nhấn vào công tắc. Tu La Long giáp đỏ đen, trên thân có hoa văn rồng màu đen, toát ra một cổ khí tức bá đạo. Trong lòng khẽ động, hình xăm huyết mâu ở giữa mi tâm của hắn liền thức tỉnh, hóa thành huyết thương, xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Lúc này, cửa sắt đã hé ra một khe hở để đi ra ngoài. Cố Trường Thanh xuyên qua khe cửa lao ra, huyết thương trên tay quét qua một đường. Trống trống, theo sự xuất hiện của hắn, mấy trăm con thằn lằn núi, bò cạp, thằn lằn mắt ít to bằng con hổ lập tức tập trung lại đây, ánh mắt khát máu và hưng phấn khóa chặt lấy hắn, há miệng gầm rú lao về phía trước, như thể bọn chúng đang đua nhau tranh giành xem kẻ nào có thể nuốt được con mồi này trước. Ầm, một tiếng trầm đục gầm rú vang lên, đất cát bắn tung tóe, thân ảnh Cố Trường Thanh biến mất ngay tại chỗ. Phốc, khi hắn xuất hiện lại lần nữa thì huyết thương trong tay đã đâm xuyên qua đầu của một con bọ cạp cực lớn, sau đó một cổ sức mạnh đáng sợ bộc phát, đầu của con bò cạp bị nổ tung thành từng mảnh. Vút, vù vù. Một vài con chuột nhảy gần đó há to miệng vồ giết tới. Thế nhưng tốc độ của Cố Trường Thanh cực kỳ nhanh, thời điểm thân thể khẽ động, quang mang huyết mâu đột nhiên lóe lên, 6 con chuột nhảy vừa mới xông tới thì đầu đã lìa khỏi thân, máu tươi bắn tung tóe khắp mặt đất. Mặc dù cấp bậc hình xăm của hắn hiện tại chỉ là nhất giai, nhưng tất cả chúng đều từ tay của A Niêu khắc họa ra, không qua khi nói rằng đây chính là hình xăm mạnh nhất trên thế giới. Bất kỳ sự gia tăng tinh thần lực nào trong quá trình thức tỉnh, cùng với sức mạnh càn quét, đều có thể giết chết quá nửa những người có hình xăm. Cố Trường Thanh cũng không phải ngoại lệ, nếu hắn không có ấn ký màu xám trong lòng bàn tay thì chắc chắn khi hình xăm thức tỉnh, hắn đã bị phản vệ mà chết. Trống, phía sau hắn, một con thằn lằn mắt ếch dài gần 2 mét há to cái miệng đẫm máu, muốn xông thẳng đến đầu Cố Trường Thanh mà cắn một cái. Vù, Cố Trường Thanh lướt ngang qua, xuất hiện phía trên đầu của đối phương, một tiếng nổ lớn bộc phát, trường thường hung hăng nghiền nát mặt đất. Cùng lúc đó, 6 con chuột nhảy bên trái xông tới, phát sinh tiếng kêu chói tai. Phốc, ngọn huyết thương lao ngang qua bầu trời, huyết sắc sấm sét lập lòe quét ngang, 6 con chuột nhảy lần lượt nổ chết ngay tại chỗ. Tinh hạch màu trắng lớn bằng ngón trỏ từ cơ thể của bọn chúng rơi xuống. Cố Trường Khanh hiểu rất rõ độ cứng của tinh hạch, nếu không cũng không tàn bạo đánh chết cả đám như vậy. Lão đại, ta tới rồi, con kền kền kia hình như muốn chạy, ngươi mau đuổi theo nó đi. Cố Trường Khanh liên tiếp hành hạ đến chết mấy chục con dị thú, lúc này Trương Hổ mới cầm một thanh đao hợp kim lao ra. Giao cho ngươi. Cố Trường Khanh bay lên, đuổi theo về phía con kền kền đang có ý định đào tẩu kia. Ầm, Trương Hổ hung mãnh dị thường, hổ sát chi tức quanh thân khuấy động, ma vương chi lực lưu chuyển, y cầm thanh đao hợp kim xông thẳng vào giữa bầy dị thú hung ác, liên tục chém xuống hệt như đang bằm rau cắt dưa. Không phải thực lực đám dị thú này quá yếu, mà là do uy lực hình xăm của y quá mạnh, giết. Đương lúc Trương Hổ đang hung hăng tàn sát mấy con dị thú, thì 108 vị huynh đệ mặc áo giáp ác ma cũng ùng ùng kéo đến hỗ trợ. Vút, ở độ cao hơn 2.000 mét, Cố Trường Khanh với tốc độ kinh người, điên cuồng đuổi theo con kền kền đang chạy trốn. Kền kền quay đầu lại nhìn, nó cảm nhận được sự uy hiếp cực lớn từ tên nhân loại đang đuổi theo sau nó. Trí thông minh của nó hiện tại không thua kém gì con người, vì thế nó liền liều mạng đào tẩu, hoàn toàn không có một chút tinh thần hay dũng khí nào muốn quay đầu lại chém giết một trận ra trò với tên nhân loại kia. Tuy nhiên, khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn dần, nếu cứ tiếp tục như vậy thì có lẽ không tới một phút nữa là nó sẽ bị đuổi kịp. Kền kền lo lắng kêu lên một tiếng đầy bén nhọn, vừa chạy nó vừa liên tục quay đầu ra sau phun ra mấy tia năng lượng hồng ngăn cản Cố Trường Khanh. Nhưng một màn trước mắt làm cho nó kinh hãi không thôi, không ngờ tên nhân loại đang đuổi giết nó lại dễ dàng giơ tay đánh nát tia năng lượng mà nó phun ra. Chết tiệt, tên nhân loại này làm sao vừa có thể bay, lại còn vừa có thực lực mạnh như vậy. Kền kền chửi thầm trong lòng, toàn thân run rẩy. Xèo, đùng, đột nhiên, lớp da lông trên người kền kền nổ tung, khi nó quay đầu lại nhìn thì đã bị dọa cho hoảng sợ đến tê dại cả người. Đầu huyết thương cực kỳ hung bạo kia vừa mới đánh ra một tia lôi đình dữ tợn, trong nháy mắt đã lao thẳng về phía trước. Xì xèo. Kền kền hoàn toàn chưa kịp phản ứng gì thì đầu huyết thương kia đã xuyên qua không trung, hung hăng đâm xuyên qua cổ nó. Ta không cam lòng. Cơ thể khổng lồ của kền kền rơi từ trên cao xuống, tràn đầy vẻ điên cuồng, thế nhưng nó không thể làm gì khác hơn là vô lực nhắm mắt lại. Huyết thương trong tay tên nhân loại phía sau thật sự quá mạnh, một khắc thứ vũ khí ấy đâm xuyên qua cổ nó thì đã đâm gãy vụn hoàn toàn các khớp xương, không chừa cho nó một đường sinh cơ nào. Cố Trường Khanh lắc mình phóng tới, dùng sức đập nát thi thể của con kền kền. Ngay lập tức, máu tươi văng đầy trời. Một viên tinh hạch có kích thước bằng nắm tay của em bé xuất hiện. Thiên địa vừa mới dị biến mà đã có tinh hạch lớn như vậy, nếu để cho nó phát triển thêm một thời gian nữa, đối với nhân loại mà nói thì đây sẽ là một đại kiếp nạn. Cố Trường Khanh cầm lấy tinh hạch, không khỏi cảm khái. Thời điểm vừa mới xảy ra dị biến, dĩ nhiên cũng sẽ có những con yêu thú sở hữu tiềm lực vô hạn xuất hiện. Con kền kền chính là ví dụ điển hình. Bất quá tương lai thì chưa thể nói trước, nhưng ở giai đoạn hiện tại, Cố Trường Khanh tự tin mình tuyệt đối bất khả chiến bại. Bất kỳ dị thú nào đối mặt với hắn lúc này đều hoàn toàn không có sức chống cự. Trong bóng tối, có một con mèo mung to gấp 3 lần con hổ, cõng một người phụ nữ trên lưng, đang chạy với tốc độ cực nhanh về phía nơi tránh nạn. Tiểu Hắc, nhanh lên thêm chút nữa. Người phụ nữ trên lưng con mèo mung có khuôn mặt thanh tú trắng nõn như trứng ngỗng nhưng rất tái nhợt. Trong bóng đêm trên sa mạc dường như có vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cô. Người phụ nữ này là Tiểu Đoàn Đoàn, là một người nổi tiếng trên mạng Internet. Cô ấy có thể sống đến tận bây giờ chính là nhờ con mèo cưng của cô ấy đã bị đột biến. Bây giờ, cô chỉ muốn nhanh chóng được bước vào nơi tránh nạn đó, dù phải trả bất kể giá nào. Dưới góc nhìn của cô, bây giờ chỉ có khu tránh nạn của Cố Tổng mới là nơi an toàn nhất ở thành phố Long Giang này. Trăng máu treo cao, màn đêm sâu như nước. Bên ngoài nơi trú ẩn giá hàng chục tỷ, Trương Hổ đang dẫn theo hơn 100 người anh em càn quét hết thảy dị thú phía dưới bức tường vây. Thời kỳ đầu khi trời đất phát sinh dị biến, rất ít dị thú có thể ngăn cản được nhóm người siêu hình xăm có mang áo giáp. Dưới tường tụ tập số lượng dị thú cực kỳ khổng lồ, đặc biệt là chuột sa mạc, ít nhất cũng phải có đến hơn cả vạn con. Áo giáp của các anh em tắm máu tươi của dị thú, giống như ác ma bò lên từ dưới vực sâu, sự hung tàn này còn kinh khủng hơn so với đám động vật biến dị, ít đến mức có chút đỏ mắt, đao kiếm bằng hợp kim trong tay chém cho máu tươi chảy ròng ròng. Không bao lâu sau, Cố Trường Khanh Hoành không trở về, trực tiếp gia nhập vào cuộc tàn sát. Không thể không nói, thực lực Cố Trường Khanh bây giờ vô cùng cường đại, trong hắn giống hệt như một cỗ máy giết chóc, mỗi phút ít nhất có thể giết chết mấy chục con dị thú. Đợi qua hơn nửa giờ, bên dưới tường vây máu đã chảy đầy đất, phóng tầm mắt nhìn ra xa đều là thi thể dị thú không được trọn vẹn. Sau khi đồ sát sạch sẽ xong, đám người bắt đầu thu thập tàn tích trên mặt đất, đồng thời còn tranh thủ thu hoạch tinh hạch bên trong cơ thể đám thú biến dị này. Lão đại, thật sảng khoái. Bên ngoài cánh cửa sắt dày nặng của nơi trú ẩn, Trương Hổ mang theo chiến đao hợp kim còn đang nhỏ máu quay về, trên áo giáp cũng dính đầy máu của dị thú, tựa hồ còn thấy vết chưa đã nghiền. Cố Trường Khanh nhìn về phía xa, không biết hắn đang nghĩ gì. Lão đại, làm sao vậy? Trương Hổ thấy hắn không nói chuyện, nghi ngờ dò hỏi, dựa vào thực lực của chúng ta, chẳng lẽ có thứ gì có thể khiến chúng ta cảm thấy kiên kỵ? Cố Trường Khanh thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói, kiến hành quân sa mạc, cũng không xem là uy hiếp gì quá lớn. Ha, thứ này không phải là sản vật của bên Hắc Châu sao? Trương Hổ nghe vậy thì lại thấy nghi hoặc, ở địa phương của chúng ta hình như chưa từng thấy qua. Ngươi đừng quên nơi đây từng là một tòa ngục giam, thế kỷ trước vì phòng ngừa tội phạm vượt ngục bỏ trốn nên đã dẫn từ Hắc Châu vào một đám kiến, bồi dưỡng trên sa mạc để dọa những tên tội phạm đó. Tuy đã trải qua gần một thế kỷ nhưng chúng nó có còn tồn tại hay không cũng không chắc chắn. Mùi máu tươi ở nơi này lại nồng đậm như thế, không chừng sẽ dẫn dụ chúng đến. Cố Trường Khanh chậm chậm nói, đề phòng vạn nhất, bảo các anh em nhanh chóng thu thập xong tinh hạch của dị thú. Nếu thật sự có kiến hành quân sa mạc xuất hiện thì đối với chúng ta sẽ là lợi nhiều hơn hại. Đời trước hắn đã từng nghe nói, vài tháng sau khi thiên địa xuất hiện dị biến, nơi này đã xuất hiện kiến hành quân sa mạc, hơn nữa số lượng vô cùng nhiều. Sau khi quân đội biết được thì việc đầu tiên chính là lập tức phái ra mấy nghìn máy bay chiến đấu, dùng hỏa lực bao trùm toàn bộ khu vực sa mạc này. Cố Trường Khanh đã sớm biết có kiến hành quân sa mạc mà vẫn quyết định xây dựng chỗ trú ẩn tại đây. Mục đích rất đơn giản. Chậm chậm giết chúng để lấy tinh hạch, nhanh chóng quật khởi, số lượng kiến tuy rất nhiều, nhưng hiện tại đối với tòa căn cứ trú ẩn này mà nói thì không tạo thành uy hiếp gì. Ha ha! Đúng là có lợi nhiều hơn có hại, với thực lực của chúng ta, mặc dù không thể tiêu diệt bọn chúng trong một lần nhưng cũng có thể từ từ giải quyết rồi lấy tinh hạch, bắt lấy cơ hội này để nhanh chóng đề tăng thực lực. Trương Hổ nghe xong thì không khỏi cười lớn, lão đại nói không sai, vừa nghĩ cũng đã thấy được chỗ tốt cực lớn. Nói xong hắn ta lắc mình rời đi, bàn giao cho các anh em nhanh chóng thu thập xong tinh hạch. Cố Trường Khanh nhìn nhận mọi thứ rất rõ ràng, hiện tại mới chỉ là vừa bắt đầu. Dị thú trong nội thành còn có thể giải quyết dễ dàng, nhưng dị thú trong sơn lâm dã ngoại lại rất khó xử lý. Thứ có uy hiếp lớn nhất chính là hải vực chiếm hơn 71% tinh cầu này, đến lúc đó, hàng trăm triệu quái vật biển sẽ bò lên đất liền, đó mới chính là lúc mà nhân loại thật sự lâm vào cảnh tuyệt vọng. Kiếp trước, tất cả các thành phố ven biển đều bị hải thú phá hủy, số lượng nhiều khủng khiếp ấy khiến quân đội của các quốc gia không có cách nào ngăn cản. Bởi vậy hắn phải bằng mọi giá, cố gắng mang mọi người quật khởi trong thời gian ngắn nhất. Sau khi các anh em nhận được thông báo của Trương Hổ thì đều lấy tốc độ nhanh nhất mà thu thập tinh hạch. Khoảng hơn 10 phút sau, trong tay mỗi người đều mang theo mấy bao tải tinh hạch to thu thập được ở ngoài cửa lớn. Số lượng còn chưa kịp đếm. Lão đại, thu hoạch rất nhiều, thật sự có kiến hành quân sa mạc sao? Chúng ta vẫn còn muốn ra ngoài săn giết, Trương Phong phấn khởi đi tới. Cố Trường Khanh nhàn nhạt đáp, mùi máu tươi quanh đây nồng đậm như vậy, sau đêm nay nếu không thấy chúng nó tới thì hẳn là không có. Trước cứ quay về, luyện hóa một ít tinh hạch đã. Dứt lời, Cố Trường Khanh liền dẫn theo mọi người quay về nơi trú ẩn. Gào! Gào! Hắn vừa mới xoay người thì cách đó không xa bỗng nhiên truyền tới một tiếng gầm. Hửng! Nghe thấy âm thanh, mọi người đồng loạt theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy trong tầm mắt có một con mèo đen có hình thể khổng lồ, lấy tốc độ hơn 10 mét mỗi giây phóng như điên đến đây. Trên lưng nó hình như còn có một cô gái. Trong chớp mắt đã đến gần phía trước mặt mọi người. Ô! Đây không phải là hot girl mạng nổi tiếng Tiểu Đoàn Đoàn sao? Trương Hổ liếc mắt một cái đã nhận ra cô gái trên lưng mèo đen, trêu đùa nói, đây là mèo mà ngươi nuôi à? Phù, gặp được bọn họ, Tiểu Đoàn Đoàn vội nắm chặt túm lông trên lưng mèo đen, trái tim đang căng thẳng lúc này mới bình tĩnh lại, thở phào một hơi, cắn môi đáng thương nói, các vị đại ca có thể để cho ta vào trong nơi trú ẩn hay không? Yên tâm, ta sẽ không ở không đâu, những việc như quét dọn vệ sinh ta đều có thể làm, chỉ cầu xin các ngươi đồng ý thu lưu ta. Nhìn thấy bọn họ đều mặc áo giáp vừa ngầu vừa chói mắt, cùng với vô số thi thể dị thú chất đầy trên mặt đất, trong lòng nàng tuy rất nghi hoặc, nhưng hiện giờ không phải là lúc để hỏi những điều này. Ánh mắt của Tiểu Đoàn Đoàn nhìn thẳng về phía Cố Trường Khanh. Nàng cảm thấy có lẽ vị này chính là Cố Tổng, người giàu nhất thành phố Long Giang trong miệng của giới truyền thông, và cũng là chủ nhân của tòa trú ẩn này. Khí chất ở trên cao lâu ngày thực sự đã ăn sâu vào máu, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể dễ dàng nhận ra được ai mới là người có quyền quyết định ở đây. Tinh tế đánh giá hắn một phen, Tiểu Đoàn Đoàn phát hiện người đàn ông này thật sự rất có mị lực. Hy vọng ngươi có thể nói được làm được, chỗ của ta không nuôi kẻ nhàn rỗi. Cố Trường Khanh rất vừa lòng với thái độ hạ mình khiêm tốn của Tiểu Đoàn Đoàn, nhưng chỉ cần nàng dám thể hiện ra một chút kiêu ngạo nào thì hắn tuyệt đối sẽ không cho cô gái này nhiều thêm một ánh mắt. Nhất định, Cố ca bảo ta đi hướng đông, ta tuyệt đối sẽ không đi hướng tây. Nghe thấy hắn đồng ý, trái tim đang lo lắng của Tiểu Đoàn Đoàn mới bình tĩnh trở lại, vội vàng đi theo bọn họ tiến vào nơi trú ẩn. Rời khỏi thành phố Long Giang, trên con đường quốc lộ dẫn đến nơi trú ẩn ở ngoại ô phía tây. Một con chó ngao Tây Tạng kích thước to bằng một chiếc xe van đang chạy nhanh như chớp. Trên lưng nó có hai cô gái, chính là Lâm Thủy Giao và Tô Ấu Vi. Vút, nhưng ngay lúc này, một thân ảnh màu đỏ có tốc độ còn nhanh hơn cả chó ngao Tây Tạng đột ngột lao ra, chặn ngay trước mặt bọn họ. Gào, con chó ngao rít gào, há cái miệng như bồn máu lớn đánh về phía thân ảnh kia. Thế nhưng thân ảnh kia có tốc độ cực nhanh, chỉ hơi lướt ngang người một cái liền nhanh chóng tránh được, lớn tiếng nói, tỷ tỷ, là ta, Lâm Thần đây. Thông qua định vị điện thoại, ta cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi. Thân ảnh bị chó ngao đuổi giết vội cởi bỏ mũ giáp. Hả? Lâm Thủy Giao vừa bị hù dọa lúc này mới bình tĩnh nhìn lại, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Chỉ thấy đó là một thanh niên mặc áo giáp viêm long, diện mạo tương đối khôi ngô, thoạt nhìn chỉ mới chừng 18-19 tuổi. Ngươi đây là... Áo giáp viêm long. Tô Ấu Vi kinh ngạc nhìn đối phương, khó mà tin được sẽ có người khắc hình xăm áo giáp bên trong áo giáp dũng sĩ lên cơ thể. Quá trẻ trâu rồi đấy, nghe thấy thanh âm, Lâm Thần quay người nhìn về phía cô nàng, nhìn thấy áo giáp trên người cô, biết được cô cũng là người thức tỉnh hình xăm bèn thấp giọng cười nói, ta còn có một cái áo giáp đế hoàng. Tỷ, hai người đang muốn đi tới đâu vậy? Đi tới nơi trú ẩn ở ngoại ô phía tây, ngươi tới vừa đúng lúc. Chúng ta cùng nhau qua đó đi. Nhìn thấy đệ đệ cũng có áo giáp, Lâm Thủy Giao cảm thấy vô cùng an toàn. Lâm Thần rất khinh thường chỗ trú ẩn kia, hắn nói, đi tới nơi trú ẩn cũng chưa chắc an toàn, đi theo quân đội mới là lựa chọn chính xác, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để cho tỷ phải chịu một chút thương tổn nào. Tô Ấu Vi lên tiếng, Thủy Giao tỷ, ta cảm thấy tiểu đệ nói không sai, đi theo quân đội sẽ tốt hơn chút. Lâm Thủy Giao thoáng chần chờ, cuối cùng vẫn quyết định nghe theo, vậy được, chúng ta không đi tới chỗ trú ẩn bên kia nữa. Hơn một nửa khu vực sa mạc ở phía tây ngoại ô Long Giang thị, trên thực tế đều đã bị phủ xanh toàn bộ. Với sự biến đổi của thiên địa, tất cả các loài thực vật đều điên cuồng phát triển, cho nên nơi này đã không còn bộ dáng sa mạc ban đầu của nó nữa. Nhưng vẫn còn có rất nhiều nơi có cát vàng cuộn trào, mà trên một trong những ngọn đồi, qua sự phản chiếu của huyết nguyệt lúc này, có thể lờ mờ nhìn thấy những đàn kiến to bằng con chó sói dày đặc bao phủ cồn cát đang lướt qua. Phương hướng mà bọn chúng đang di chuyển dường như là về phía nơi trú ẩn bên kia. Nơi này được bao phủ bởi các tấm lưới điện, bên trong hầm trú ẩn có độ cao từ 600 đến 700 mét được thắp sáng rực rỡ. Nguồn điện bên ngoài đã bị cắt đứt từ lâu, cho nên thứ được sử dụng ở bên trong hầm trú ẩn hiện tại chính là nguồn điện từ các tấm pin mặt trời. Trong cuộc săn bắn vừa rồi, tổng cộng đám người Trương Hổ đã thu hoạch được 321 viên tinh hạch. Cố Trường Khanh cầm lấy 5,000 viên, phần còn lại thì giao cho Trương Hổ bọn họ tự phân phát. Sau khi phân chia xong, mọi người liền nhanh chóng trở lại phòng riêng của mình để tu luyện. Thông qua tinh thần lực, người ta có thể hấp thụ sức mạnh tinh khiết ở bên trong tinh hạch. Biệt thự trung tâm, bên trong đại sảnh. Ngoại trừ việc bán manh để ăn xin trên mạng thì ngươi còn biết làm gì khác không? Cố Trường Khanh đã cởi áo giáp, vắt chéo chân ngồi ở trên ghế sofa, trên khuôn mặt hoàng mỹ tuyệt đối lộ rõ sự lạnh lùng và uy nghiêm, ánh mắt hắn nhìn lướt qua Tiểu Đoàn Đoàn đang hơi bất an trước mặt mình. Thành thật mà nói, đối với những người được gọi là hot streamer ở trên mạng, Cố Trường Khanh thực sự không có ấn tượng tốt cho lắm. Chủ yếu là do hắn cảm thấy phần lớn streamer đều là những kẻ bất tài, lại còn hay làm ra những trò vớ vẩn để câu kéo tiền bạc từ người xem. Tất nhiên, cũng có những streamer có kiến thức rất tốt, hoặc là những người có sức ảnh hưởng tích cực đối với cộng đồng mạng. Bất quá không thể phủ nhận được rằng phải quá nửa streamer trong số đó đều là rác rưởi, chí ít thì Cố Trường Khanh cho rằng là như vậy. Tiểu Đoàn Đoàn nghe hắn sỉ nhục nghề nghiệp của mình vô cớ như vậy thì không khỏi cảm thấy có chút ủy khuất, khẽ cắn môi nhìn về phía hắn, nhỏ giọng nói, cái gì ta không biết thì cũng có thể học mà. Bộ đồ ở trên người nàng hiện giờ trông rất đơn giản, một chiếc quần jean ngắn tay màu xanh lam, phối hợp với một chiếc áo thun ngắn tay màu trắng để hở rốn. Mặc dù vóc dáng Tiểu Đoàn Đoàn không cao lắm, chỉ khoảng 1,6 mét, nhưng dáng người lại rất chuẩn, cổ dài thẳng tắp, thuộc dạng có da có thịt, mông mật đào ngạo nghễ ưỡn cong. Phải biết rằng có rất nhiều đàn ông nhìn thấy nàng ở ngoài đời đều không khỏi dán mắt về nơi đó. Đôi chân trắng nõn và thon thả vừa phải, không thô to cũng không quá nhỏ, nhìn rất gợi cảm. Khuôn mặt trái xoan thanh tú mướt mát, đôi mắt to đen láy như viên ngọc quý, nhưng lúc này lại mang dáng vẻ cực kỳ xấu hổ và ấm ức. Cố Trường Khanh nhàn nhạt nói, quên đi. Đừng mà. Nghe vậy, trong lòng Tiểu Đoàn Đoàn rung lên một cái, vừa khóc vừa tiến lên quỳ xuống trước mặt Cố Trường Khanh, ôm lấy đùi của hắn, nước mắt lưng tròng, bộ dạng đáng thương nói, chỉ cần tình hình ổn định lại thì đến lúc đó, ta sẽ lên mạng livestream để kiếm tiền cho ngài, ta nhất định sẽ đưa tất cả số tiền đó cho ngài, có được không? Cố Trường Khanh nhìn bộ dạng mau nước mắt của nàng, bình tĩnh nói, không tệ, chí ít thì ngươi cũng có tầm nhìn lâu dài. Ngươi nói không sai, tuy rằng tình hình bây giờ có hơi hỗn loạn, nhưng vài tháng nữa mọi thứ sẽ dần ổn định trở lại. Khi đó, ngành phát sóng trực tiếp của các ngươi vẫn sẽ hot như cũ. Cố Trường Khanh vươn tay nắm lấy cái cằm của nàng, Tiểu Đoàn Đoàn liền bày ra bộ dạng giống như một con cún con điềm đạm đáng yêu mà nhìn hắn. Thiếu gia, hay là để nàng ở lại đi. Vương Dung đứng ở bên cạnh thấy vậy, không đành lòng liền thấp giọng lên tiếng. Thôi được rồi, vậy giao nàng ta cho ngươi. Cố Trường Khanh buông bàn tay đang nắm lấy cằm của Tiểu Đoàn Đoàn ra, bỏ lại một câu xong liền đứng dậy đi lên lầu. Đa tạ lão bản. Tiểu Đoàn Đoàn vội vàng nói lời cảm ơn không ngừng, trái tim lo lắng và sợ hãi của nàng cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Vương Dung tiến lên an ủi, không sao rồi, có điều về sau nhất định phải hiểu chuyện một chút, mỗi ngày chăm chỉ dọn dẹp vệ sinh mọi thứ xung quanh biệt thự, nếu không thiếu gia chắc chắn sẽ đuổi ngươi ra ngoài. Cảm ơn a di. Ta biết rồi. Tiểu Đoàn Đoàn cảm kích nhìn bà. Biệt thự lầu 3, bên trong phòng ngủ của Cố Trường Khanh. Hắn khoanh chân ngồi ở trên giường, hai tay nắm 5 viên tinh hạch khác nhau, vận dụng tinh thần lực hấp thu rồi luyện hóa chúng. Từng tia năng lượng màu trắng chậm rãi tràn vào cơ thể, đầu tiên là du tẩu qua từng tế bào xương cốt của nhục thân, sau đó sẽ bị 11 đạo hình xăm khác nhau nuốt chửng. Hiện tại đã là 3 giờ sáng. Trong quá trình tu luyện, thời gian trôi qua cực kỳ nhanh chóng, trong nháy mắt bình minh đã ló rạng, màn đêm như thủy triều rút đi. Nhưng bầu trời lại âm u không chút sức sống, một đám sương mù màu xám dày đặc bao phủ cả bầu trời. Kinh đô, bên trong hội nghị tối cao của chính phủ. Phía trước đại sảnh có 3 con gấu trúc quốc bảo cao hàng chục mét đang bảo vệ đại sảnh, cùng với những chiếc xe tăng được trang bị vũ khí hạng nặng của quân đội. Những con gấu trúc trong vườn thú này ban đầu chỉ có chỉ số IQ từ 6 hoặc 7 tuổi, nhưng sau khi đột biến, chỉ số IQ của chúng có thể sánh ngang với con người. Hơn nữa bọn họ đều biết mình là quốc bảo, luôn được quốc gia chăm sóc đặc biệt, cho ăn ngon uống say, nay quốc gia gặp nạn, sao có thể không đứng lên trợ giúp, ở giai đoạn này, bọn chúng chắc chắn là sự tồn tại đỉnh cao giữa bầy dị thú. Bên cạnh bàn hội nghị hình tam giác, 3 vị chính, tài, quân đang ngồi đối diện nhau. Đây là 3 người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi, khuôn mặt kiên nghị uy nghiêm, lúc này đều nghiêm nghị nhìn cảnh tượng đổ nát trong màn sáng chiếu trên bàn. Long Chiến Quốc của Bộ Quân sự trầm giọng lên tiếng, sự thay đổi này đến quá đột ngột khiến chúng ta không kịp đề phòng. Nghe nói vào tháng 4, Cố Trường Khanh, người giàu nhất của thành phố Long Giang đã bỏ ra hàng chục tỷ để xây dựng một nơi trú ẩn lớn. Chẳng lẽ hắn ta có thể đoán trước được tương lai sao? Hiên Viên Vương Thụy từ Bộ Tài chính gật đầu nói, đúng vậy, đáng tiếc lúc đó không ai đặt chuyện này vào mắt. Lẽ nào hắn thực sự có thể đoán trước tương lai, hay chỉ là tình cờ trùng hợp? Hoàng Mạnh Quốc từ Bộ Chính trị không quá đồng tình, ngươi cho rằng trên đời này có sự trùng hợp như vậy sao? Xem ra cái tên Cố Trường Khanh ấy có phần không đơn giản. Vừa nói, ông vừa vuốt vài lần trên màn hình ảo để chuyển video vệ tinh sang địa bàn nơi trú ẩn của Cố Trường Khanh. Đây là... Nhìn thấy cảnh tượng trong màn chiếu, cả ba người có mặt đều há hốc mồm. Đập vào mắt là đàn kiến chi chít vô biên vô tận, tất cả đều mang hình dạng của những con chó sói trưởng thành, bọn chúng đen nghịt một mảng mà bao vây toàn bộ nơi trú ẩn, điên cuồng bò về phía bức tường. Nhưng khi lên đến độ cao hơn 10 mét, tất cả đều bị tấm thép điện giật mạnh, cháy khét rơi xuống. Ở khu vực ngoại ô phía tây Long Giang thì xuất hiện đàn kiến hành quân sa mạc sao? Chúng ta có nên phái máy bay chiến đấu đến oanh tạc và giúp đỡ Cố Trường Khanh kia không? Thứ mà hắn biết có lẽ không ít. Nếu hắn cứ như vậy mà chết đi, vậy thì quốc gia tổn thất còn nhiều hơn được lợi. Cứ xem Cố Trường Khanh này có biện pháp gì giải quyết đàn kiến hay không đã rồi tính, nếu không có thì phái máy bay chiến đấu qua bên đó cũng chưa muộn. Ba người mở miệng thảo luận, sau đó đều dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào bức màn ánh sáng ở trước mặt họ. Long Chiến Quốc của Bộ Quân sự nói, mở mạng vệ tinh trước, có gì cũng tiện liên lạc với Cố Trường Khanh hơn. Thiếu chút nữa là bị một màn chấn kinh này làm cho quên mất. Thành phố Long Giang tổng cộng có 6 chỗ trú ẩn dưới lòng đất, mỗi nơi đều có thể chứa hơn 10 vạn người. Dưới sự trợ giúp của không ít siêu văn nhân, trong một buổi tối quân đội đã cứu được gần 40 vạn người tiến vào nơi trú ẩn. Ầm ầm. Cộc cộc cộc, thành phố Long Giang, một nơi nào đó ở Long huyện, mấy trăm quân nhân được võ trang đầy đủ đang điều khiển 10 chiếc xe tăng, mười mấy chiếc xe buýt lớn có thể chứa hơn 100 người và một vài chiếc xe jeep quân dụng. Những người sống sót đột phá vòng vây vừa cứu viện xong khu vực này. Trên không trung có máy bay chiến đấu tân tiến nhất của quốc gia yểm hộ. Hiện tại trên xe buýt đã ngồi chật ních những người mang tâm trạng sợ hãi tột độ. Chích chích chích, trong tiểu khu bị tàn phá bừa bãi, những con chuột so với mãnh hổ còn lớn hơn đang không sợ chết mà liều lĩnh lao đầu thẳng vào trận hình của quân đội. Tuy đã bị hỏa lực bao trùm toàn bộ nhưng vẫn khó có thể xử lý hết. Tiếng súng nổ, tiếng chuột kêu ầm ĩ không dứt bên tai. Lũ súc sinh này nhiều quá. Lâm Thần cầm đao Viêm Long, cùng Tô Ấu Vi hỗ trợ chém giết những con chuột đang vọt tới gần chỗ này. Trừ hai người bọn họ ra thì còn có hơn 10 vị siêu hình xăm khác cũng đang dốc sức tương trợ, nhưng trong đó chỉ có một người là siêu văn áo giáp, còn lại đều là siêu văn tăng cường lực lượng bản thân. Dưới sự giúp đỡ của bọn họ, không đến một giờ đã giết được số lượng hàng vạn con chuột đang bao vây. Bọn họ hình như cũng không biết bên trong cơ thể dị thú có một viên tinh hạch, có thể để cho siêu văn nhân hấp thu. Vì vậy hầu như mọi người đều không quan tâm đến những thi thể dị thú kia. Giết ra được vòng vây của đàn chuột, Lâm Thần và Tô Ấu Vi đều đã mệt lử, cùng nhau ngồi phịch xuống trong một chiếc xe jeep gần đó. Ấu Vi tỷ, cái áo giáp này của ngươi rất được đó. Ngươi xăm hình gì vậy? Lâm Thần cười nói, về sau chúng ta có thể lập đội cùng đi săn giết dị thú, hai chúng ta liên thủ, không có gì không làm được. Ngươi đừng có kéo chân sau ta là được. Tô Ấu Vi mỉm cười trêu chọc một tiếng, xem như đồng ý, ở chung với cậu ta cô thấy rất dễ chịu, cho nên cũng có ý nghĩ muốn cùng đối phương tổ đội. Lâm Thần rất kiêu ngạo nói, làm sao mà kéo chân sau ngươi được, ta còn có một cái áo giáp đế hoàng đây. Lâm Thần là một tên mê áo giáp chân chính, bởi vì rất yêu thích áo giáp Viêm Long và đế hoàng, nên phía sau đã xăm hình áo giáp đế hoàng, trước ngực thì xăm áo giáp Viêm Long. Vậy mà không ngờ tới lại sẽ có một ngày những hình xăm vốn là vật chết này lại đột ngột thức tỉnh. Sau khi trải qua thống khổ của việc dị biến ban đầu, cảm giác còn lại trong lòng Lâm Thần lúc này chỉ là sự hưng phấn khó mà diễn tả thành lời. Chỗ trú ẩn ở ngoại ô phía tây, trên sân thượng cao hơn cả tường thành. Trương Hổ và 108 anh em đang tập trung ở đó, nhìn kiến hành quân đen kịt bên ngoài tường vây mà có cảm giác tê dại cả da đầu. Ngô Duệ nhíu mày nói, cứ tiếp tục như vậy thì chúng ta sẽ bị tiêu hao điện lực rất lớn. Trương Hổ trấn định đáp, đừng hoảng, chúng ta vẫn còn 3, 40 vạn tấn dầu hỏa, 5, 6 vạn máy phát điện cỡ lớn, ngoài ra còn có cối xay gió phát điện và vô số tấm phát điện năng lượng mặt trời. Chỉ cần có thể kiên trì nửa tháng nữa thì chúng ta có thể dọn dẹp sạch sẽ những con kiến này, hiện tại chỉ có bọn chúng là có uy hiếp lớn nhất đối với chúng ta. Bên trong nơi trú ẩn đều là những tấm phát điện năng lượng mặt trời tiên tiến nhất, chỉ cần vẫn còn ánh nắng là có thể dự trữ điện, không cần phải có mặt trời hừng hực chiếu vào. Triệu Phong cũng không lo lắng chút nào, hắn nói, khung cảnh này nhìn thôi cũng khiến người ta nổi hết da gà, nhưng con sâu cái kiến chung quy cũng chỉ là con sâu cái kiến, chúng ta mà ra ngoài giết thì chắc chắn sẽ có thể thuấn sát toàn bộ. Tất cả tập hợp ở cổng, phải nhớ, đám kiến hành quân này chính là chất dinh dưỡng để chúng ta có cơ hội nhanh chóng quật khởi. Lúc này, trên đài phát thanh vang lên thanh âm trầm thấp của Cố Trường Khanh. Đi! Trương Hổ nghe tiếng liền hô hào mọi người cùng đi xuống. Ở đây! Có mạng à! Trong đại sảnh tại biệt thự trung tâm, Tiểu Đoàn Đoàn vừa bận việc xong thì chợt phát hiện điện thoại vậy mà lại có mạng rồi, đồng thời còn có thể liên lạc qua mạng. Chuyện này khiến các cô vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Lúc này, Cố Trường Khanh mặc tây trang đen bước nhanh từ trên lầu xuống. Tiểu Đoàn Đoàn thấy thế liền tươi cười tiến lên phía trước, thông báo, lão bản, đột nhiên có mạng rồi. Đúng lúc, các ngươi đi lên sân thượng chuẩn bị một buổi livestream đi, những nền tảng khác hẳn là đều bị liệt rồi, nhưng nền tảng Long Võng vẫn có thể dùng. Cố Trường Khanh nhàn nhạt nói rồi đi lướt qua họ. Hắn muốn để tất cả mọi người nhìn thấy, cái gì gọi là nơi trú ẩn an toàn tuyệt đối trên thế giới này. Còn về vấn đề như cây to đón gió gì đó, tất cả đều chỉ là trò cười. Chỉ cần không phải là công kích bằng đạn hạt nhân thì hiện tại, hắn chính là vô địch. Huống hồ, hắn không tin nhân loại sẽ ném đạn hạt nhân vào hắn. Nhưng cho dù có ném thì sao? Hắn cũng có thể nhân lúc đạn hạt nhân chưa rơi xuống đất mà lấy ra phi đao bạch hổ, phá hủy nó ở mấy ngàn mét trên không trung. Vâng, lão bản, chỉ chờ ngài thể hiện thần uy. Tiểu Đoàn Đoàn nhanh nhẹn đáp ứng, sau đó lên lầu thay quần áo, trên người cô đang mặc một bộ váy ngủ, khe ngực sâu hun hút mắt thường cũng có thể nhìn thấy, khiến người ta nhìn mà không khỏi len lén nuốt một ngụm nước bọt. Trên Long Võng cô cũng có một tài khoản lên đến mấy trăm vạn fan. Bất quá cũng không biết bây giờ còn lại bao nhiêu fan còn sống. Giai đoạn hiện tại, các tỉnh thành đều đã tiếp viện mấy chục vạn người tiến vào nơi trú ẩn, đến lúc đó người xem trực tiếp hẳn là vẫn có, nhưng có lẽ sẽ không nhiều. Đại sảnh hội nghị tối cao. Những người kia đều mặc áo giáp siêu văn. Vậy mà thật sự có hơn 100 người, Cố Trường Khanh kia chắc chắn biết được nguyên nhân của cuộc dị biến này. Đã như vậy thì vì sao hắn không nói trước cho chúng ta, nếu nói trước thì chúng ta đã không bị động như vậy. Cho dù có nói thì lúc ấy chúng ta sẽ tin chắc. Chuyện này cũng đúng. Hình ảnh được chụp bởi vệ tinh chính là trước cổng lớn của nơi trú ẩn. Trương Hổ dẫn theo một nhóm người đã tập trung ở đó, tất cả 108 huynh đệ đều bao trùm áo giáp siêu văn lên người. Nhìn thấy một màn trước mắt, mấy vị cao tầng của chính phủ không thể nghi ngờ là vô cùng khiếp sợ. Ai nấy đều khẳng định, hẳn là Cố Trường Khanh đã biết được nội tình gì đó. Người của Bộ Chính trị Hiên Viên Vương Thụy nói, hình như bọn họ muốn ra ngoài xử lý những con kiến hành quân kia. Chúng ta có cần mở một buổi phát sóng trực tiếp hay không? Nếu như thực lực của bọn họ mạnh thì có thể mượn lần này ổn định tâm tình sợ hãi tuyệt vọng của mọi người. Có thể, bàn giao xuống dưới đi. Long Chiến Quốc và Hoàng Mạnh Quốc gật đầu. Ồ, anh chàng đang đi tới kia chính là Cố Trường Khanh à? Lúc này bọn họ nhìn thấy có một người đàn ông đi tới chỗ đám người mặc áo giáp siêu văn kia, người này bất kể là diện mạo hay khí chất đều hoàn mỹ đến không thể soi mói. Bỗng nhiên, ánh mắt của bọn họ trừng lớn, kinh ngạc thốt lên, đây là Tử Thần. Chỉ nhìn thấy trên màn hình, lúc đám siêu văn nhân kia tiến lên nghênh đón thì trong nháy mắt, người đàn ông đang đi về phía bọn họ đã mặc vào bộ áo choàng tử thần, cầm trong tay liêm đao khô lâu, trên người tràn ngập khí đen tử vong đáng sợ. Thật sự hiếu kỳ quá, rốt cuộc trên người hắn có khắc hình xăm gì? Hiên Viên Vương Thụy rất tò mò. Chắc chắn sẽ không ít. Hơn nữa đều là chiến lực vô song. Nếu có thể chào mời hắn hợp tác thì quốc gia chúng ta rất nhanh có thể ổn định cục diện trong lần tai nạn này. Vẻ mặt Hoàng Mạnh Quốc tràn đầy khao khát nói. Thật đúng là khiến người khác hiếu kỳ, trước tiên chúng ta cứ nhìn xem thực lực của hắn ra sao đã. Chắc là không yếu đâu. hy vọng hắn có thể trở thành định hải thần châm của đất nước chúng ta. Ba vị này đều gửi gắm kỳ vọng vào Cố Trường Khanh, rất hy vọng hắn có thể dẫn dắt mọi người thoát khỏi lớp sương mù hoảng loạn trước mắt. Thành phố Long Giang, hầm trú ẩn số 3. Không gian cực lớn có thể chứa được mấy vạn người, tổng cộng có 10 khu vực như vậy cả thảy. Bên trong mỗi khu vực đều bày biện hơn 1 vạn cái giường sắt 3 tầng, trong tầm mắt lít nha lít nhít đều là người. Có 10 phòng bếp và phòng tắm tập thể cỡ lớn, nơi phát điện chính là lưới điện dưới mặt đất của chính phủ, trước mắt nó còn chưa bị phá hỏng. Các vị siêu văn nhân ở đây có phòng ở, phòng bếp và phòng tắm riêng biệt, đây chính là sự khác biệt về đãi ngộ. Tại bất cứ thời đại nào đều không có sự công bằng, đây là chuyện mà ai cũng ngầm hiểu và phải chấp nhận thực tế. Số lượng người quá đông, trong khi vật tư cất giữ ở đây chỉ đủ cho từng này người ăn trong khoảng 10 ngày. Bầu không khí ở đây đang vô cùng áp lực. Nhóm người còn sống sót sau tai nạn cảm thấy mê man đối với tương lai, cảm thấy đau khổ đối với việc mất đi người thân. Bầu trời bên ngoài bị bao trùm bởi một tầng sương mù xám xịt u ám, mà trong lòng bọn họ hiện giờ cũng hệt như vậy. Theo mạng lưới Internet của vệ tinh mở ra, những người sống sót có mang theo điện thoại trên người đều đang lên long võng lướt xem tin tức có liên quan đến lần tai họa này. Phía chính phủ đưa ra thông báo, chỉ đơn giản là một vài lời an ủi. Tin, đúng lúc này, phòng phát trực tiếp của phía chính phủ bỗng nhiên mở ra chiếm cứ toàn bộ màn hình, chỉ cần nhấn vào là có thể tiến vào phòng phát sóng của quốc gia. Mau nhìn kìa, chính phủ mở livestream rồi. Thật sao? Là muốn công bố chuyện gì à? Đột nhiên trong hầm trú ẩn vang lên một tràng âm thanh ồn ào, người sống sót không có điện thoại đều nhao nhao đến gần những người có điện thoại. Tin, rất nhanh, từng cái tivi màn hình lớn treo trong hầm trú ẩn đều lần lượt sáng lên, hình ảnh phát sóng chính là phòng trực tiếp của phía chính phủ, là cảnh tượng ở chỗ trú ẩn bên phía Cố Trường Khanh. Nhóm người sống sót trong hầm trú ẩn thấy thế, ánh mắt đều tập trung về phía chiếc tivi gần nhất. Mẹ ơi! Thật nhiều kiến! Đập vào mắt chính là những con kiến cực lớn tụ tập dày đặc khiến người ta nhìn mà tê rần cả da đầu, đám kiến ấy đang vây quanh một bức tường vây của hầm trú ẩn, chật như nêm cối. Bấy giờ, hình ảnh đã chuyển đến bên ngoài chỗ trú ẩn, nơi mà nhóm người mặc áo giáp siêu văn đang đứng ở trong cửa lớn. Những người này đều là siêu văn nhân sao? Đều mặc áo giáp siêu văn, không phải siêu văn nhân thì là ai? Nhìn trận hình của bọn họ, là đang muốn chiến đấu với những con kiến biến dị bên ngoài à? Vô số ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào nhóm người trong màn hình. Bên trong cửa lớn nơi trú ẩn. Lão đại. Mọi người đều tiến lên, đồng loạt xoa xoa tay. Siêu văn tử thần của Cố Trường Khanh, lại thêm siêu văn khô lâu phụ thể, hiện giờ hắn giống hệt như tử thần đến từ địa ngục, khí tức trên thân tỏa ra làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy áp lực và không thoải mái. Thanh âm của Cố Trường Khanh khàn khàn trầm thấp giống như thanh âm của tử thần truyền ra dưới chiếc mặt nạ dữ tợn. Ngô Duệ, ngươi dẫn theo 50 người đi thu thập tinh hạch, những người còn lại chỉ cần dũng mãnh xông lên giết chóc là được. Vâng, lão đại. Ngô Duệ mặc áo giáp giao long gật đầu, sau đó chọn ra 50 anh em đi theo mình. Đợi phân đội xong, Cố Trường Khanh mới nhấn nút mở cửa. Ầm ầm, cửa sắt dày nặng từ từ mở ra. Một mình Cố Trường Khanh đứng ở gần cửa sắt, những người còn lại đều ở sau lưng hắn quan sát. Ngay khi cửa sắt vừa hé mở, đám kiến hành quân lập tức ào ào xông tới hệt như triều dân, cố gắng chui vào khe hở, những con kiến phía sau cũng từng lớp nối đuôi nhau mà vào, bò kín cả cánh cửa sắt. Cố Trường Khanh cầm liêm đao khô lâu, lẳng lặng nhìn hàng ngàn con kiến đang lũ lượt bò tới, hình thể của mỗi con có thể so với một con chó săn trưởng thành. Khi cửa mở được 1/3, đã có vô số con kiến cuồn cuộn tiến vào chỉ cách chân hắn chừng 2 thước. Những người sống sót trên cả nước giờ phút này cũng theo đó mà nín thở. Ngay sau đó, Cố Trường Khanh cử động. Lực lượng tử vong giống như một làn sương đen từ trong cơ thể hắn tuôn ra, liêm đao khô lâu trong tay hắn lóe lên ánh sáng, đột nhiên quét ngang một cái về phía trước. Rầm rầm, nhất thời, một sợi dây xích tử vong dài mấy chục mét xuất hiện, như sóng biển của đại dương mênh mông cuồn cuộn quét qua. Oanh! 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 Chỉ trong một cái chớp mắt, tất cả kiến hành quân đang nối đuôi nhau mà vào, ít nhất cũng phải có hơn 1.000 con đều bị cái quét ngang này làm cho nổ tan xác mà chết, tinh hạch màu trắng sữa rơi rụng đầy đất. Giết! Quét sạch kiến hành quân tiến vào trong sông, Thanh âm khàn khàn trầm thấp của Cố Trường Khanh vang lên, sau đó dẫn đầu xung phong giết ra ngoài. Mới vừa ra khỏi cửa lớn liền gặp phải vô số kiến hành quân màu đen, giống hệt như thủy triều bao trùm tràn tới. Ầm, Cố Trường Khanh dậm mạnh một chân lên mặt đất, nương theo thanh âm nổ tung vang vọng, một làn sương tử vong cuồng bạo đến cực điểm từ dưới mặt đất dâng lên, cuồn cuộn dồn dập quét về phía trước. Phàm là kiến hành quân tiếp xúc với làn sương mù thì đều không thể thừa nhận nổi nó, tất cả đều nổ tan xác ngay tại chỗ. Siêu văn tử thần cùng siêu văn khô lâu là thứ thích hợp nhất để chiến đấu tàn sát trên diện rộng. Giết! Cùng lúc đó, Trương Hổ cùng Triệu Phong dẫn theo 50 anh em giết ra ngoài, phân ra xung quanh, mỗi người giết một phương. Còn lại Ngô Duệ mang theo người của mình theo sát phía sau, mục đích chủ yếu của bọn họ là thu thập tinh hạch. Bởi vì số lượng của kiến hành quân thật sự quá nhiều, không thể giết sạch trong một lần duy nhất. Còn về phần có thể đánh lui chúng hay không thì ai cũng không chắc chắn. Sau khi bọn họ đi ra ngoài, người ở bên trong lập tức đóng cửa sắt lại. Một cuộc tàn sát quy mô lớn đối với dị thú chính thức mở màn. Trương Hổ cầm trường đao hợp kim trong tay, lao thẳng về phía đàn kiến vô cùng vô tận phía trước, mỗi giây tựa hồ có thể chém giết mấy con. Cho dù kiến hành quân có thể tiến gần đến bên người y đi nữa, đừng nói muốn tạo thành tổn thương với y, ngay cả muốn để lại một dấu vết trên áo giáp cũng không làm được. Cố Trường Khanh mới là người mạnh nhất, liêm đao khô lâu trong tay vung qua vung lại, sương mù tử vong nở rộ, bao trùm cả một khu vực cực lớn. Chỉ cần lan đến con kiến hành quân nào thì chúng đều không ngoại lệ phải nổ tan xác mà chết, chỉ lưu lại đầy tinh hạch trên mặt đất. Nơi hắn đi tới, mặt đất không còn một ngọn cỏ, vạn vật đều điêu tàn. Dưới sự bao phủ của làn sương tử vong, thảm thực vật biến dị gần đó cũng héo rũ trong nháy mắt. Các anh em mặc áo giáp ác ma, cả đám đều vô cùng hung mãnh. Trong mắt bọn họ chỉ có vung đao chém giết, máu tươi màu xanh lục của đám kiến biến dị này trong nháy mắt đã phủ kín mảnh đất dưới chân. Đây là một cuộc tàn sát đơn phương, chỉ đến khi bọn họ tin bị lực tẩn mới có thể kết thúc. Con mẹ nó, siêu văn nhân mặc bộ đồ tử thần kia mạnh thật. Tùy tiện chém ra một kích cũng có thể giết từng tảng lớn kiến. Những siêu văn nhân này đều mạnh đến quá đáng, nhưng mà bọn họ có thể kiên trì được bao lâu? Có thể giết sạch lũ kiến này không? Nói rất đúng, cho ngươi cầm một con dao sắc bén, liệu có đủ sức mà thái hết mấy trăm vạn quả dưa hấu không? Thậm chí nhiều hơn. Nói thì nói thế, nhưng siêu văn nhân tử thần này, ta dám chắc chắn tuyệt đối không có dị thú nào là đối thủ của hắn. Vô số người sống sót trên cả nước tựa hồ đều đang xem, nhóm người này mạnh mẽ là điều không thể nghi ngờ, nhưng liệu bọn họ có thể kiên trì trước số lượng kiến vô cùng vô tận này trong bao lâu? Chẳng qua hiện tại chính mắt nhìn thấy thực lực khủng bố của đám người trên màn hình, những người sống sót trên cả nước đều giống như thấy được một tia hy vọng, không còn tuyệt vọng như vừa rồi nữa. Gào, khoảng sau 10 phút, trên mặt đất nơi phương xa bỗng nhiên vang lên một tiếng thét dài cực kỳ bén nhọn. Ầm ầm. Gào, sau đó mọi người nhìn thấy một con kiến vương chậm rãi xuất hiện ở sau ngọn núi, uy thế hung hăng ngập trời, cơ thể to gần bằng một chiếc xe van, toàn thân có một lớp vảy cứng rắn bao trùm, giống như một pho tượng vương giả đứng ngạo nghễ ở đó, cặp mắt to như đèn lồng nhìn chằm chằm vào tên nhân loại đang tàn sát con dân của nó nơi xa. Một tiếng gầm lớn vang lên, nó quyết định tự mình ra tay, rất nhanh đã đánh về phía hắn. Thành phố Long Giang, bên ngoài nơi trú ẩn ngoại ô phía Tây, kiến hành quân như thủy triều bắt đầu phun trào. Tiếng gầm giận dữ vang vọng, kiến vương to lớn như một chiếc xe van hiện thân, khí thế hung ác ngập trời, dọc đường nó đi qua, tất cả những con kiến khác đều nhao nhao né tránh, nhường đường cho nó. Trời ơi, con kiến này to quá, những con kiến khác so với nó sao lại nhỏ hơn nhiều như vậy? Hình thể to lớn như thế, vậy thì lực tấn công sẽ kinh khủng đến mức nào? Nhìn đã thấy đáng sợ, siêu văn nhân tử thần kia có thể ngăn được nó không? Những người sống sót đang xem trực tiếp nhìn thấy con kiến vương lớn như cái xe van kia thì đều hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy lo lắng thay cho những siêu văn nhân đang trong trận chiến. Ồ! Cố Trường Khanh vung thương quét rơi con kiến đang ở gần mình, cặp mắt đỏ tươi chuyển hướng tới con kiến vương đang lao về phía hắn. Có thể trong thời gian một đêm ngắn ngủi tiến hóa đến đẳng cấp này, không thể nghi ngờ nó đã cắn nuốt rất nhiều đồng loại. Con kiến vương ở trước mắt hắn đây ít nhất đã đạt tới cấp bậc tam giai đỉnh phong. Trong mắt Cố Trường Khanh tỏa ra ánh sáng điên cuồng cùng hưng phấn, hắn thu hồi siêu văn tử thần và siêu văn khô lâu, trong chớp mắt kích hoạt siêu văn Tu La, siêu văn Hắc Long, siêu văn Huyết Mâu và siêu văn Bạch Hổ. Ầm, trong nháy mắt, trên người Cố Trường Thanh được bao phủ bởi một lớp áo giáp Tu La, Huyết Mâu trong lòng bàn tay hiện lên, 36 thanh phi đao Bạch Hổ lơ lửng phía sau, nhấc lên Huyết Mâu nghênh đón Kiến Vương giết tới. Những nơi hắn đi qua, uy áp của Hắc Long tàn sát bừa bãi, lực lượng Tu La khuấy động, khí thế hình thành cuồng phong, làm nổ tung những con kiến hành quân xung quanh, bạo ngược đến mức rối tinh rối mù. Trên đài quan sát, Tiểu Đoàn Đoàn, Vương Dung, Ngô Hiểu Nhã cùng mẹ của cô là Lý Ngọc Hà đều đang ở đây quan sát. Sau khi Tiểu Đoàn Đoàn biết được phía chính phủ đang mở phát sóng trực tiếp thì quyết định thôi không mở phòng phát sóng nữa. Nhìn Cố Trường Thanh khí thế tuyệt luân, mạnh mẽ vô song nên đón Kiến Vương, trong đôi mắt xinh đẹp của Tiểu Đoàn Đoàn ánh lên ánh sáng khác lạ, vì phong thái của hắn mà trong lòng rung động. Má nó! Hắn rốt cuộc có bao nhiêu cái siêu văn? Quá đỉnh, quá mạnh! Hay cho một cái áo giáp thần võ ngầu lòi, hắn có thể chiến thắng Kiến Vương không? Cố lên! Đất nước chúng ta nhờ cả vào ngươi! Vô số người sống sót ở các trại tập trung, khi nhìn thấy hình ảnh trước mặt đều cảm thấy vô cùng kinh sợ. Trên người Cố Trường Thanh có thêm một bộ áo giáp Tu La, cầm trong tay Huyết Mâu cuồng bạo, toàn thân bá đạo cường thế nghênh đón Kiến Vương, khí thế vô địch kia khiến rất nhiều người phải rung động. Đại sảnh hội nghị cao cấp tại Kinh Đô. Rốt cuộc làm sao mà hắn làm được, trên người khắc nhiều hình xăm cường đại như thế mà lại không chết. Sắc mặt Hoàng Mạnh Quốc tràn đầy kinh hãi nhìn chằm chằm màn hình. Tối hôm qua bọn họ đã biết được, quá trình thức tỉnh hình xăm rất thống khổ. Một hình xăm chỉ cần hơi mạnh một chút, lúc thức tỉnh đã có thể khiến người sở hữu nó mất đi tính mạng. Dựa theo số liệu thống kê, có rất nhiều người bởi vì hình xăm của bản thân quá cường đại, mà lúc thức tỉnh thất bại đã tử vong. Nhất định phải lôi kéo người này về, để hắn trở thành định hải thần châm của đất nước chúng ta. Ánh mắt Hiên Viên Vương Thụy lóe sáng, ngữ khí kiên định. Long Chiến Quốc gật đầu đồng ý, đúng thế, nếu như có hắn tọa trấn thì có thể khiến cho tất cả những người sống sót nhìn thấy hy vọng. Hiện tại mới là dị biến sơ kỳ, chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi, đợi tới lúc dị thú khắp nơi từ trong rừng dưới biển bò ra thì thế cục sẽ rất khó khống chế, chúng ta cần một siêu văn nhân cường đại thống lĩnh tất cả những siêu văn nhân khác. Hoàng Mạnh Quốc nói, chuyện này để sau hẳn tính, trước tiên chúng ta cứ xem thực lực của hắn đã. Ánh mắt họ chăm chú nhìn lên màn hình, hai thân ảnh của Cố Trường Thanh và Kiến Vương đã càng ngày càng gần. Thành phố Long Giang, bên trong một gian phòng độc lập ở hầm trú ẩn số 3. Siêu văn áo giáp của người này, vì sao lại có thể phát huy ra lực lượng cường đại như vậy? Trong lòng Lâm Thần khó mà bình tĩnh nổi, nhìn tư thế của Cố Trường Thanh qua màn hình TV, dù chỉ là khí thế thì cũng có thể giết chết những con kiến hành quân cuồng bạo ở xung quanh, miễn bàn cậu ta có bao nhiêu chấn động và ghen tị. Vốn dĩ tưởng rằng người mang áo giáp Viêm Long và áo giáp Đế Hoàng như cậu ta, nhìn khắp toàn thế giới cũng không có người siêu năng nào có thể so sánh, vạn vạn không ngờ tới lại xuất hiện một người mà cậu ta không cách nào đánh bại. Cũng không phải là áo giáp Đế Hoàng của Lâm Thần yếu, mà là siêu văn trên người Cố Trường Thanh không đơn giản chỉ có mỗi một cái. Hắc Long, Tu La, Bạch Hổ, những thứ này nhìn trong khắp các thế giới huyền huyễn đều là những sinh linh đứng ở đỉnh cao. Áo giáp Đế Hoàng của cậu ta, phóng mắt khắp toàn cầu cũng khó mà tìm được mấy vị có thể sánh vai. Nhưng so với Cố Trường Thanh, chính là tự chuốc lấy nhục. Hắn là thần, có thể dự đoán được mọi thứ, ngươi chớ cùng hắn so sánh làm gì. Tô Ấu Vi ở bên cạnh giống như có thể nhìn thấu tâm tư nhỏ của Lâm Thần, thấp giọng an ủi, hắn có 11 cái hình xăm, đều là những thần thoại trong truyền thuyết, hơn nữa còn có thể vượt qua quá trình xung kích lúc thức tỉnh hình xăm. Là con người thì tuyệt đối không thể làm được, hắn tuyệt đối là thần. 11 hình xăm cấp bậc thần thoại. Rốt cuộc hắn làm sao mà chịu được? Đúng là ngoan nhân. Lâm Thần kinh ngạc trợn mắt há mồm, tràn đầy vẻ không thể nào tin nổi. Lâm Thủy Giao lườm cậu ta một cái, cho nên Ấu Vi mới nói hắn là thần. Đừng nói bọn họ, những siêu văn nhân trên cả nước đang xem trực tiếp cũng vì chuyện hắn thức tỉnh 11 cái siêu văn mà không chết, cảm thấy không thể nào tin được. Hoàn toàn thoát khỏi phạm trù nhân loại. Ầm, đúng lúc này, một tiếng nổ lớn truyền ra. Cố Trường Thanh và Kiến Vương đã va chạm nhau, Huyết Mâu mạnh mẽ chống lại cái miệng lớn như bồn máu của nó, từng cái răng nanh của nó bén nhọn xếp hàng ngay ngắn giống như một hàng lưỡi đao. Một tiếng nổ ầm vang thật lớn, lực lượng kinh khủng bộc phát, nhất thời cát vàng bay đầy trời, bao phủ hoàn toàn thân ảnh của bọn họ. Vù vù, 36 thanh phi đao bạch hổ lóe lên hàng quang, xuyên thấu qua lớp cát vàng xung quanh, sau đó là một tràng dài tiếng len ken vang vọng, giống như đang có người mạnh mẽ công kích vào trên những thanh kim loại. Gào, kiến vương rít lên một tiếng, nó có 6 cái chân, 9 cái gai nhọn bên trong mỗi cái chân vừa thô vừa dày của nó như một lưỡi đao sắc bén rời khỏi cơ thể, theo ý niệm của nó bay về phía Cố Trường Khanh. Cùng lúc đó, trong miệng nó ngưng tụ năng lượng, đột nhiên phun ra một chùm sáng dày và to như thùng nước. Vảy giáp của thứ này ngay cả phi đao bạch hổ của ta cũng không thể phá vỡ. Ít nhất nó phải ở cấp bậc tứ giai hậu kỳ, rốt cuộc nó đã cắn nuốt bao nhiêu đồng loại. Chẳng lẽ nó biết, cắn nuốt tinh hạch trong cơ thể đồng loại cũng có thể tiến hóa? Ánh mắt đỏ sậm của Cố Trường Khanh lóe lên bên ngoài áo giáp, phản ứng của con kiến vương này thật sự quá nhanh, hắn không thể kịp né khỏi chùm sáng mà nó phun ra, lại thêm cả 54 cái gai nhọn sắc bén mà nó phóng tới. Vù vù, hắn nâng tay, trước người hiện ra một tấm khiên trắng hình dạng hắc long, theo tiếng ầm vang thật lớn, năng lượng của chùm sáng và 54 cái gai nhọn đồng loạt bắn tới. Lực lượng cuồng bạo mãnh liệt, Cố Trường Khanh bị nó đánh lui mấy chục mét. Cố Trường Khanh vội ổn định thân thể, thật không ngờ được mới qua một buổi tối thôi mà đã có dị thú tiến hóa tới cấp bậc tứ giai hậu kỳ. Nếu là ở kiếp trước thì có thể được xưng là dị thú cấp sử thi rồi. Gào, kiến vương từ trong cát vàng đi ra, 54 cái gai nhọn dài nửa mét đang lơ lửng ở trước mặt hắn, cặp mắt như hai cái đèn lồng lớn tràn đầy trêu tức nhìn chằm chằm Cố Trường Khanh. Nếu như nó biết nói tiếng người thì nhất định sẽ nói ra vài câu trào phúng. Chỉ số thông minh của dị thú cấp 4 thật sự không khác biệt gì so với con người. Nơi Cố Trường Khanh và kiến vương chiến đấu, không thấy một con kiến hành quân nào dám lại gần. Kiến vương đánh lui Cố Trường Khanh hơn 10 mét, đôi mắt to như cái đèn lồng tràn ngập trêu tức nhìn Cố Trường Khanh. Đây là... siêu văn nhân kia đánh không lại. Sao lại như vậy? Con kiến vương này rốt cuộc mạnh tới cỡ nào? Người sống sót và siêu văn nhân trên cả nước thấy tình hình này, trái tim đều vọt lên tận cổ họng. Nếu như ngay cả Cố Trường Khanh cũng không thể giết chết con kiến vương đó, vậy trong tất cả siêu văn nhân ở đây, còn ai có thể làm được? Đáp án là không. Siêu văn nhân đang xem trực tiếp, giờ phút này đều cảm thấy rùng mình, cảm thấy kinh hãi vì sự cường đại của kiến vương. 4 cái siêu văn đồng thời được kích hoạt, hơn nữa còn là siêu văn cấp bậc thần thoại, vậy mà còn không thể đánh bại con kiến vương ấy, nếu bọn họ qua đó thì tất cả sẽ thành đồ ăn trong miệng nó hết. Thiếu gia. Trên sân thượng, Vương Dung đã theo chăm sóc cho Cố Trường Khanh vài chục năm đang siết chặt hai nắm tay, trên mặt tràn ngập lo lắng. Nhân loại thật sự không có cách nào chống lại dị thú sao? Con gái của Ngô Duệ, Ngô Hiểu Nhã tuyệt vọng lẩm bẩm. Đừng hoảng hốt, ta tin tưởng lão bản tuyệt đối không có vấn đề gì. Không hiểu sao nhưng Tiểu Đoàn Đoàn lại vô cùng tin tưởng người đàn ông này, hắn nhất định không có khả năng dừng bước tại đây. Súc sinh, đừng có đắc ý vênh váo. Ánh mắt Cố Trường Khanh trở nên khiếp người, thanh âm như tiếng chuông tan đến từ địa ngục. Ý niệm vừa động, siêu văn minh thần kích hoạt. Ầm, thoáng chốc, một lực lượng cuồng bạo từ cơ thể Cố Trường Khanh hiện lên, long văn bên ngoài giáp rồng tu la biến mất, bao trùm lên là từng đạo minh văn màu xám quỷ dị. Rầm, cùng lúc đó, phía sau Cố Trường Khanh, từ chỗ sống lưng của hắn đột nhiên mọc ra hai cái đầu hắc long dữ tợn ở hai bên trái phải. Mắt rồng màu xanh đậm uy nghiêm mà bạo ngược, bên ngoài là vảy rồng không thể phá vỡ, bên trên lưu chuyển ánh sáng lạnh như băng. Tối hôm qua, sau khi Cố Trường Khanh luyện hóa 5.000 viên tinh hạch, mặc dù siêu văn chưa tiến hóa nhưng cường độ thân thể lại được nâng cao lên một cấp bậc, có thể trong khoảng thời gian ngắn chịu được 3 tầng áo giáp trên cơ thể. Sở dĩ nói là trong thời gian ngắn là bởi vì sức nặng này đối với cơ thể con người thực sự quá lớn, trạng thái cơ thể này của hắn chỉ có thể chịu được tối đa khoảng 1 giờ. Má nó! Hắn lại kích hoạt thêm một hình xăm, làm sao hắn chịu nổi vậy? Mắt Lâm Thần đã trừng lớn đến sắp rơi ra ngoài, áo giáp viêm long cùng đế hoàng của cậu ta hiện tại cũng chỉ có thể kích hoạt lần lượt từng cái. Dĩ nhiên cậu ta đã từng thử kích hoạt 2 cái đồng thời, nhưng lần đó suýt chút nữa đã nổ tan xác mà chết. Mà người trước mắt này lại có thể đồng thời kích hoạt 5 cái. Hắn thật sự là thần sao? Không chỉ riêng cậu ta thấy thế, mà tất cả những siêu văn nhân có từ 2 cái hình xăm trên người trở lên đều vì chuyện này mà cảm thấy kinh thế hải tục. Có thể đồng thời kích hoạt 4 hình xăm đã là không hợp lẽ thường, vậy mà Cố Trường Khanh còn có thể kích hoạt 5 cái. 3 vị quan chức bên trong đại sảnh hội nghị tối cao, người đã gặp qua bao nhiêu sóng to gió lớn như bọn họ cũng khiếp sợ nói không ra lời. Đối với siêu văn nhân, tư liệu tối hôm qua bọn họ thu thập được đã đủ nhiều. Giai đoạn hiện giờ, đừng nói đồng thời kích hoạt 5 cái siêu văn, cho dù là 2 cái cũng chẳng có siêu văn nhân nào làm được. Những tài liệu này đều là từ tổ chức Long Vương trong Long Quốc thu thập được. Đây là một tổ chức vô cùng bí ẩn, chỉ thuộc quyền quản lý của 3 người họ, tổng cộng có 72 thành viên, trên thân đều có khắc hình xăm viêm long, cùng với hình xăm cái bóng. Hắn là con người sao? Hoàng Chiến Quốc nuốt một ngụm nước miếng, khẽ lẩm bẩm. Con người tuyệt đối không thể nào làm được như vậy, thành viên của Tổ Long Vương chúng ta mỗi người đều có thể chất hơn hẳn người thường, nhưng cũng không thể đồng thời kích hoạt cả 2 cái. Người tên Cố Trường Khanh này, trên người hắn có bí mật lớn. Ánh mắt Hiên Viên Vương Thủy lấp lóe. Rào, trên đồi cát, Kiến Vương phát ra âm thanh gào thét bén nhọn, đôi mắt to như đèn lồng hiện lên vẻ kiên kỵ nhìn chằm chằm Cố Trường Khanh. Kiên kỵ thì kiên kỵ, nhưng nó không hề sợ hãi. Rất nhanh, nó đột nhiên há miệng phóng ra vô số cái gai nhọn về phía nhân loại nhỏ bé ở phía xa kia. Vuốt, 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 ánh mắt Cố Trường Khanh sâu thẳm, trong mắt người thường thấy hắn như đang thu nhỏ người lại, né tránh những cái gai nhọn đang quét tới. Thế nhưng bất ngờ hắn lại xuất hiện ngay trên lưng Kiến Vương, huyết mâu trong tay lóe lên ánh chớp, ánh sáng yêu diễm chói sáng, ầm ầm áp xuống. Răng rắc, ầm ầm, lực lượng không thể địch nổi đánh sâu vào tứ chi uốn lượn của Kiến Vương, nó ầm một tiếng ngã xuống đất, vảy lân giáp trên người vỡ tan một mảnh. Rào, Kiến Vương ăn đau phẫn nộ gào thét, điều khiển 54 cái gai nhọn phóng về phía nhân loại trên lưng. Rào, song long phía sau Cố Trường Khanh thét dài, hung ác mà phóng đi, nhanh như tia chớp, há mồm ngoạm nát những cái gai nhọn kia. Sau đó lại quay ngược trở về, xông thẳng tới 2 mắt to như đèn lồng của Kiến Vương mà cắn xé. Tốc độ cực kỳ nhanh, chỉ thoáng cái đã lao tới trước mắt Kiến Vương. Chết đi cho ta. Cùng lúc đó, Cố Trường Khanh muốn tốc chiến tốc thắng đã sử dụng tinh thần lực, toàn lực điều khiển 36 thanh phi đao bạch hổ giống như 36 tia chớp phóng về phía mông của Kiến Vương, điểm yếu sinh sản của nó. Đồng thời, hắn còn vận chuyển tất cả lực lượng có thể sử dụng được trong cơ thể, rót vào bên trong huyết mâu, đâm xuống một kích tuyệt mệnh. Phốc phốc, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, song long, huyết mâu, phi đao bạch hổ, cơ hồ là đồng thời xé nát cặp mắt của nó, xuyên qua phần lưng của nó, mở ra nơi sinh sản yếu ớt của nó. Rào, nương theo tiếng gào thét thê lương bén nhọn vang lên, thân thể khổng lồ của Kiến Vương rung rẩy ngã xuống đất. Thân thể to lớn ấy giãy dụa hồi lâu, cuối cùng rung lên một cái rồi triệt để không còn hơi thở. Xương cốt toàn thân nó đã bị một mâu vừa rồi của Cố Trường Khanh đâm nát. Thắng rồi, lão bản thắng rồi. Lão bản uy vũ. Lão bản vô địch. Trên sân thượng, tiểu đoàn đoàn nhìn một màn này, vui vẻ đến nhảy cẫng lên, phát ra tiếng reo hò vui sướng. Phù. Thiếu gia thật sự quá lợi hại. Vương Dung thở vào một hơi, trái tim cũng hạ xuống, trên mặt lộ ra nụ cười đầy nhẹ nhõm. Con mẹ nó, quá đỉnh. Quá mạnh. Giỏi quá. Quá lợi hại. Ha ha. Từ giờ trở đi, vị đại lão này chính là thần tượng của ta. Giờ khắc này, trong tất cả chỗ trú ẩn trên toàn quốc đều vang lên tiếng reo hò long trời lở đất. Tất cả đều kích động đứng dậy, giống hệt như vừa mới được xem một trận đấu bóng kinh điển mà đội bóng mình ủng hộ giành được thắng lợi. Tâm tình vui sướng này căn bản không có cách nào kìm nén, phải cất tiếng hô to mới có thể giải tỏa hết. Bấy giờ, những người sống sót đều quên mình đang ở trong tận thế, bọn họ kinh hỉ ôm chầm lấy nhau, khó mà che giấu sự hưng phấn trong đôi mắt của mình. Người này thật sự vô địch. Hy vọng hắn có thể chấp nhận lời mời của chúng ta, thành lập một liên minh siêu văn nhân. Trong phòng hội nghị tối cao, 3 vị cao tầng của Long Quốc đều đứng dậy, trên mặt tràn ngập kích động cùng hưng phấn. Tại thời điểm tai biến sơ kỳ này, quốc gia rất cần một nhân vật mạnh đến không gì địch nổi xuất hiện, để tất cả những người sống sót nhìn thấy được ánh mặt trời hy vọng. Ngoại ô phía Tây, nơi trú ẩn. Trên gò núi kia, cơ thể Kiến Vương khổng lồ như xe van bỗng nhiên ngã xuống. Cố Trường Khanh tay cầm huyết mâu, hai đầu hắc long xoay quanh ở phía sau, 36 thanh phi đao bạch hổ lơ lửng trên không trung. Ba màu sắc đỏ, đen, xám, áo giáp Tu La Minh Long trên người vừa khốc huyễn lại vừa tràn ngập cảm giác áp bách, xung quanh lưu chuyển hơi thở khiếp người. Cố Trường Khanh đứng yên trên tấm lưng đang chảy máu ròng ròng của Kiến Vương, hệt như một pho tượng tà thần ngạo nghễ giữa trời đất. Lão đại uy vũ, vô địch. Trương Hổ đang giết Kiến Triều nhìn về phía bóng người đang đứng trên lưng Kiến Vương, nhiệt huyết sôi trào thét dài một tiếng, đồ sát càng thêm hăng say. Sở dĩ y có thể đồng thời kích hoạt hai cái siêu văn, kỳ thực là nhờ Cố Trường Khanh. Lúc ấy năng lượng phát ra từ ấn ký quỷ dị đó đã bị y hấp thu một chút. Nếu không y ở giai đoạn này căn bản không thể đồng thời kích hoạt hai cái. Lão đại vô địch. Các anh em dưới trướng cũng cảm thấy cực kỳ tinh phục nhìn bóng dáng Cố Trường Khanh. Không biết vì sao, con Kiến Vương đã chết nhưng đám kiến này căn bản không có ý định rút lui, vẫn không sợ chết mà xông lên bao vây bọn họ như cũ. Ánh mắt Cố Trường Khanh thâm trầm, nhìn về phía chỗ sâu trong sa mạc. Kiến Triều này còn chưa rút, nói rõ ràng vẫn còn một con Kiến Vương khác đang âm thầm điều khiển ở sau màn, nhưng hẳn là không lợi hại như con ở dưới chân hắn bây giờ, bằng không thì nó đã sớm xông ra. Chẳng qua Kiến Triều không rút lui thì càng tốt, trong mắt hắn chúng đều là tài nguyên tu luyện. Hiện tại người ở phe hắn vẫn còn quá yếu. Chỉ sợ trong đám dị thú đã có những con tiến hóa lên tứ giai hậu kỳ như Kiến Vương này, thậm chí còn không phải là số ít. Nhất là ngoài đại dương mênh mông kia, nơi đó mới thật sự là địa phương có uy hiếp lớn nhất đối với nhân loại. Rào, lúc này, hắc long bên trái phía sau lưng Cố Trường Khanh gầm nhẹ một tiếng, mở ra cái miệng rồng rồi xuyên vào bên trong cơ thể Kiến Vương, lấy ra một viên tinh hạch lớn bằng nắm tay người trưởng thành. Ồ! Không hổ là tinh hạch cấp 4, năng lượng ẩn chứa bên trong vô cùng khổng lồ và thuần túy. Cố Trường Khanh nhìn tinh hạch trước mắt, cảm thấy hắn mà hấp thu nó thì có lẽ sẽ khiến hai cái siêu văn của mình tăng lên nhị giai. Thu hồi xong, hắn giải trừ 5 cái siêu văn, đồng thời kích hoạt lại siêu văn tử thần và siêu văn khô lâu, mau chóng gia nhập vào cuộc vây giết bên phía Trương Hổ. Tốc độ tàn sát của hắn ở trạng thái tử thần còn nhanh hơn so với nhóm 10 vị huynh đệ đồng loạt ra tay. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.